Ayo, xin bạn đã quay trở lại với channel Gỗ Cáo nhá. Và đây là con đài báo ưng của mình anh em ạ. Đó, hiện tại nó khá là đẹp anh em nhá. Cái câu này mình cũng phải nhắc thường xuyên, nhưng mà hiện tại nó chưa kiểu chưa qua tay, chưa các thứ đấy anh em. Hôm nay thì mình đã dành nguyên một ngày đấy anh em để sờ vuốt ve nó, để cho nó thuần mình hơn và nó hiểu mình hơn đấy anh em. Có rất nhiều các bạn bảo anh Hậu ơi, anh chơi đại bàng đi, thì thực sự với anh em, đây nha anh em. Hôm nay thì mình đã săn được đại bàng này, với giá là cũng khá là tốn kém anh em ạ. Mất đúng một tháng lương của mình anh em ơi. Và có rất nhiều các bạn cũng thắc mắc rằng anh Hậu ơi, con này thì bao giờ săn được? Thì mình cũng chưa bao giờ biết nó săn được anh em nhé. Hiện tại thì mình đang ở khu vực thành phố Cần Thơ nha anh em. Nên là cái việc di chuyển sinh tồn của mình rất là khó khăn anh em ạ. Hôm nay tiếp tục mình lại dựng chân quay và quay ở nhà với anh em con chim này thôi. Có thế nào tiếp tục quay em nhé. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi đại bàng và cho nó ăn như nào nha. Ok tất cả các bạn, cho nó chết anh em, ok anh em. Chính xác, Hậu Cáo lại quay trở lại rồi anh em ơi. Yeah. Và như các bạn cũng có thể xem, đây là thức ăn của đại bàng anh em nhá. Đó là gồm thịt chuột thôi anh em ạ. Mình mua thịt chuột đông lạnh 1 cân là 100.000 anh em ạ. Đó, cái chim đại bàng này thì thực sự với anh em như này, nếu mà tốc độ phun lông của nó ấy, vẫn chưa ra hết lông, anh em cứ cho ăn phun cho mình. Còn việc huấn luyện đó, thuần thì cứ về sau đi anh em nhá. Và mình từ lúc mình đưa con này, mình vẫn chưa nghe là tiếng nó kêu như nào. Nó nghĩa là phải rít rít là vài tiếng kêu ấy, nhưng con này nó chưa kiểu, mình không biết là sao nó chưa kêu anh em ạ. Được rồi, hôm nay thì mình sẽ dùng bồi xong là mình cho nó ăn nha anh em. Thực sự với anh em, cái con chim đại bàng này nó khá là đẹp nha anh em. Anh em xem này, cái chỗ mình ở đấy anh em, hiện tại đông người lắm. Như video nào anh em biết rồi, mình chỉ có mỗi khu vực này để quay với anh em thôi. Còn hầu như là mình phải ra ngoài để quay anh em ạ. Tại vì nó là thành phố, đây là cái việc di chuyển của mình rất là khó khăn. Nhưng em xem ấy, đâu đậu thấy người anh em ạ. Đó, toàn người là người thôi, đông dã man nha anh em. Anh em xem này, cái vấn đề gạt qua bên đi. Và tiếp tục cái câu chuyện chính, đó chính là ngày hôm nay mình sẽ huấn luyện đại bàng anh em nhá. Do là mến bận nên là mình phải quay một mình anh em nhá. Có gì anh em thông cảm giúp mình nhá. Và đây anh em xem này, thịt chuột đã sẵn sàng rồi. Cái loại này thì bây giờ mình cứ băm nhỏ nhỏ ra một chút đấy, cứ để miếng thành cục luôn thì cho nó ăn hợp lý anh em ạ. Đây là một bữa thôi nha anh em. Và các bọn ngày ấy, nếu mà ăn full ấy thì ngày hai bữa. Dạo này là mình mới cho ăn được một bữa thôi, nên là chim hơi gầy một chút. Để mình sờ lườn thôi, gầy hơi gầy anh em ạ. Bây giờ cứ cho nó full béo đi, để sau này mà nó đói ấy, thì lúc đấy nó mới nhớ đến mình. Này anh em ạ, cái kiểu nuôi của mình như vậy anh em nhá. Bây giờ bỏ cái bộ mặt lại ra cho nó giữ một chút anh em nhá. Con này thực sự với anh em mắt rất là dữ nha. Đó anh em xem này, nên là đó anh em xem này, mắt dữ lắm anh em ạ. Nhiều anh em bảo đây là bằng lúi nhưng không phải đâu, đây là bằng ưng nha anh em. Tại vì mình thít cái này này là nó có lỗ hở này ra, thế là bây giờ nó tạo ra một cái vết trông như kiểu đại bằng lúi luôn. Nó vẫn hơi rát người một chút nha anh em. Cái việc đội mũ thì cũng bình thường thôi, cứ để đội vào anh em ạ. Nhưng mà con này thực sự với anh em bây giờ nó lại bắt đầu hơi rát mình rồi, chả biết sao nữa. Chắc là ở ngoài đến nó ổn quá anh em, nó chưa quen thích nghi kịp cái việc đấy. Đó, chim thì là chim lon nha anh em. Chắc là khoảng tầm hơn 3 tháng tuổi thôi. Đấy, mình vẫn chưa mua được găng tay anh em ạ, nên là mình phải sử dụng tạm này. Nên đấy. Đấy, em xem này. Nó vẫn hơi rát người một chút nha anh em. Trông thì rất là to, anh em xem ấy. Ở trên máy quay nó bé vậy thôi, nhưng mà nếu mà nhìn ngoài ấy, mà nhìn đầu tiên ấy, to lắm anh em ạ. Ở đây ấy, mình cứ nuôi đây, ai cũng để ý. Nhưng không biết nuôi cái con này ở đây có bị cấm hay không nữa, hay có bị phạt hay không nữa, mình không rõ. Nhưng mà cãi đi anh em nhỉ. Nhìn cái bộ mắt của nó ấy, là cái mi này, nó xách lên. Anh em xem này, nó xách thẳng lên. Được rồi, cái vấn đề gạt qua bên nhá. Bây giờ thì huấn luyện cho nó ăn thôi. Bây giờ cứ để trên tay cho nó quen dần với việc đứng ở trên tay anh em. Còn cái chủ cũ ấy là nó vẫn chưa cho đứng cái tay này thường xuyên. Lê quay đứng cái tay mình vẫn hơi bị run run đấy anh em. Đó. Cầm cái này một lúc là sẽ bị lặng nha anh em. Nó vẫn còn run run ấy. Các bạn nó chưa quen nên bây giờ mình đã cho ăn bằng đứng ở trên tay mình mới cho ăn. Còn nếu mà không đứng cái tay mình không cho ăn đâu. Thuyết chào đây, không cầm đây. Lấy cái này anh nhỉ. Đây, kéo đây, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hết rồi anh em ạ. Đấy, cứ rồi nhảy lên thôi. Đứng im nào. Đây là không chăn nữa. Để xuống đây, để xuống. Cho đúng kiểu thì mới cho ăn, không thì nhịn. Ngon mới chưa, làm sao. Hả? Đúng rồi đây. Đấy, rồi. Sau cái đó là cho ăn anh em nhé. Nó cứ nhìn cái thùng ấy là nó ra. Hay quay ra góc này đi, góc này nó hơi tối một chút anh em thông cảm nhé. Lên đây. Kiểu chưa quen đứng tay ấy. Làm bẹp luôn rồi. Chim này bây giờ nó cử động một chút là nó sẽ thở anh em nhé. Tại vì nó chưa quen với việc bay. Trông như con gà mái ấp luôn anh em nhỉ. Anh em xem này. Anh em đợi chút nhé, xong mình cho nó ăn đã. Từ từ. Núi trên tay này, nè.
Đấy. Ờ, phải đứng như này thì mình mới cho ăn, còn nếu mà nó lệch ra thì mình không cho ăn đâu. Đẹp lắm. Hôm trước đi săn chim thì ở đây thì người ta thấy hình như người ta không thích bắn lá rồi đấy. Nên là tạm thời bây giờ mình sẽ dừng việc bắn lá lại anh em nhé. Và mình sẽ tìm cái chủ đề khác để quay thôi, chứ bây giờ bắn lá nhiều quá, người ta lại nói nhiều quá không hợp lý anh em nhỉ. Anh em đợi chút nhé, xong cho Loan đã. Ờ, đây ăn đi. Đấy. Ừ. Ăn đi. Ừ. Nó đứng trên găng, nó đứng trên tay mình thì thực sự với anh em nó ăn vẫn chưa quen, nhưng mà để đứng kiểu kia thì nó ăn sẽ quen hơn. Lông đẹp nhờ. Nào. Đấy. Đỗ mà chưa hả? Mới có đập cánh vài phát thôi mà người đã run rồi. Cái này không ổn rồi nhỉ. Yeah. Đúng không? To chung chiến lắm anh em ạ. To đùng luôn nha. Đây đây. Nào. Ăn đi. Ăn đi. Ừ. Này. Ăn không? Hả? Ngoan lắm. Ui, dèo này, nên đấy dèo luôn. Quay đẹp thật. Mình kết chất cái bộ mắt của nó có cái mi mắt nó kéo dài ra sau. Xong là cái độ gù gòm của cái mí mắt nó hạ xuống này. Đẹp lắm. Hết rồi. Cho ăn một lúc hết mồi luôn. Và anh em cho ăn ấy thì anh em dấp một tí nước vào trong thức ăn anh em nhé. Còn mình thì mình vẫn dấp một tí nước thôi. Và bọn này bây giờ nó hoạt động mạnh, nó sẽ bị thở ống học luôn. Đấy, để góc này quay trông đẹp chưa. Chiến nhỉ anh em nhỉ. Mỗi tội là nó còn non, nó chưa biết đi săn. Bây giờ nó non mà cái độ mắt của nó như này rồi ấy, thì không biết lao hay lào nữa. Cái này nói thật nha anh em, chưa bao giờ mình gặp một con đại bàng ưng mà cái độ cái mắt nó độ sâu nó hoằm như này. Trước có đoạn mắt nó rác cơ. Đầu này đầu to anh em nhá. Đầu vuông vẹt luôn, đúng tướng gọi là tướng tá săn luôn đấy, nhưng mà không biết thế nào thôi. À, con này nếu mà ở quê mình ấy, nếu mà mình mang về Hải Dương thì sẽ hợp lý hơn. Chứ bây giờ nuôi ở đây ấy thì nó sẽ bị kiểu như là nó không quen đấy, đúng không anh em? Nó không săn được. Thôi vứt lên đây đã. Lên đây. Lên không? Cái con đại bàng ưng này mà mình mang về quê hoặc là mang về Hải Dương ấy, nó có diện tích đất nó rộng rãi hơn thì việc đi săn rất là dễ nha anh em. À, chắc khoảng tầm 1 tháng là có thể săn được. Nhưng hiện tại ở thành phố đấy anh em, việc di chuyển nó khó khăn. Anh em có thể xem đấy, hiện tại mình đang ở đây anh em ạ, không khác gì ở tù luôn. Cái nơi thích hợp nhất với mình đó chính là nơi mà có nhiều cây cối và nhiều rừng anh em, thì rất hợp lý hơn anh em ạ. Mang về nhà chỉ tầm 1 tháng là biết săn thôi, còn nếu ở đây chắc tầm nửa năm anh em, tại vì mình không có nhiều thời gian để đưa nó đi đó được. Đường cộ ở đây khéo mình cũng không quen. Anh em nhở, khéo là mình quay bây giờ một cái shot hơi dài một chút, anh em thông cảm giúp mình nha, tại vì mình muốn cho anh em xem cách mà đại bàng nó ăn như nào, mà nó kiểu nó đang tò mò đấy anh em. Tại vì bây giờ là chim lon, bây giờ thì mình sẽ dành ra khoảng tầm 1 cho đến 2 tiếng một ngày để mình chơi với nó anh em nhé, thì nó sẽ thuần mình hơn và nó hiểu mình hơn và mình cũng hiểu nó hơn đấy anh em đó. Lên đây lên tay. Bây giờ nó bậu chưa đau đâu anh em ạ, nhưng mà nếu thời gian tới bậu đau ấy, mình vẫn chưa mua được găng tay nên là cái việc chơi với nó hơi khó khăn một chút. Lên đây. Cứ thích làm ở trong đây anh em ạ. Dài cánh to lắm, dài lắm anh em ơi. Đấy, anh em xem này. À, chiến thật sự nha anh em. Đấy dèo rồi. Nhưng mà cái độ dèo chưa lo đâu. Nếu mà ăn full ấy, phải đẩy một bát bây giờ ấy.
Bây giờ mình cho lửa bát đúng không? Bây giờ mình đẩy cái bát kia thì là mới hợp lý, nó mới phun được nhá. Ngoan lắm. Đến đây. Đó, đội mũ thôi anh em ạ, rất là đơn giản nha anh em. À, tại vì mình cầm một tay nó không quen anh em. Đấy, đội thế là xong anh em nhỉ. Xong đó chúng ta thít cái dây vào nhá anh em nhé. À, cái to đấy, cái dài. Đó, thế là xong. À, bây giờ lại cho nó nghỉ một chút. À, mới ăn lo xong thì bây giờ mình đã tạm thời cho nó như vậy đã. Thơm cái nào. Ờ, à, anh em xem này. Xịn thật sự nha anh em. Ngày nào cũng quay một cái khung cảnh này cho em xem thì em thông cảm giúp mình nha. Tại vì mình chưa quen đường anh em nên thường quay ở nhà, chính với cái thời tiết nắng nóng ra đường khó chịu lắm nên là thường ở nhà thôi. Hiện tại mình đang phát triển một cái dự án, đó chính là bán hàng ở trên TikTok. Không biết là có bị phá sản lần tiếp theo không nữa thì mình không rõ, nhưng thôi kệ đi. Anh em nhớ mua hàng để ủng hộ mình em nhé. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái shop của mình cho em xem. Hiện tại cái TikTok của mình là Hậu Cáo TV anh em nhé. Anh em xem này, được hơn 30.000 người follow rồi. Và đây là Bim Bim Snack Cua, anh em xem này. Đó, mình bán trên TikTok thì anh em mua hàng ủng hộ thôi. Nói chung thì bán giá hợp lý, bán giá rẻ em xem nhé. TikTok mình đây anh em nhé, anh em nhớ follow nhá. Và hiện tại mình sử dụng cái TikTok chính thôi, a còng Hậu Cáo 112 này anh em này. Anh em nhớ lên đây follow nhá. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách là mua một đơn hàng ủng hộ mình cũng được. Có 35.000 một đơn thôi, thì một cái túi này lửa cân nhanh ngay. Đó, nhiều lắm anh em ơi. Đó anh em xem này, mình đã đóng hàng sẵn đây rồi. Và đây cái lượng hàng thì mình vẫn chưa đóng được, tại vì anh em xem này, nó ngon. Nói chung hôm nào để mình review kỹ hơn. Hôm nay thì mình nói chung thì mình sơ sơ một chút thôi. Ở trong đây cái thùng gì đây? Từ từ để mình xem đã. Đây. À, trong đây là cũng snack cua lốt anh em ạ. Snack cua này, rất là nhiều nha anh em. Nhập về bán thử với anh em đấy. Cái này cua mỡ tẩm hành em nhá. Còn cái này là bim đậu phộng Hà Lan. Mình đã đóng sẵn đây rồi. Có 35k một túi thôi anh em ạ. Ăn thì đúng là tẹt bô luôn anh em nhỉ. Còn có những cái loại đùi gà đây, đùi gà sốt phô mai nha anh em. Cái này cũng 35k lốt. Và cái này cũng 35k lốt anh em ạ. Mình sẽ bán đồng giá ở trên Top Top. Anh em nào mua hàng thì ủng hộ mình nha. Đó, mình đã đóng được vài đơn này rồi. Nhưng mà chưa bán nha anh em. Hôm nay mình bắt đầu bán này. Đấy, anh em xem này. Mua thì ủng hộ anh em nhá. Hậu Cáo đó bán hàng chế TikTok nha các bạn. Và nói chung thì mình cũng không biết nói gì thêm, tại vì mình đang hơi bị hoang mang. Thì mình chưa bán hàng đấy anh em. Mình đã ghim cửa hàng lên TikTok rồi. Thì TikTok mình là Hậu Cáo TV, được hơn 30.000 người follow như đã nói trước rồi đấy. Em mua thì ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả các bạn nhé. Đáng lẽ là ngày hôm nay mình cũng định ra ngoài để quay với anh em những cái video hay hay ho ho hơn đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình lại còn phải phát triển ở trên TikTok nữa. Hy vọng sẽ bán được hàng. Nói chung thì lờ lãi chẳng được bao nhiêu đâu. Trước thực sự với anh em, mình cũng bán hàng ở trên TikTok, từ lươn sấy, cá chép sấy, rồi là quần lót, nhưng đều bị thất bại anh em ạ. Hy vọng lần này không bị thất bại nữa nha anh em nhá. TikTok Hậu Cáo TV nha. Ok tất cả các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo quảng cáo nha. Chào tất cả anh em, bye bye. Bấm đăng ký kênh ủng hộ mình em nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.